Nhã Phương tuyên bố muốn bỏ nhà đi vì bị đối xử phũ phàng. Bị người này chơi xấu, Nhã Phương chỉ biết ngậm ngùi than thở, tôi bỏ nhà đi được chưa? Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Nhã Phương ngậm ngùi tiết lộ việc trở thành người vô hình trong gia đình. Nữ diễn viên hậm hực viết, ba vừa bay từ Gia Lai về tới nhà là ôm con luôn. Con thì tiếu tích chạy ào tới, mẹ như người vô hình, hẹn chi? Cứ nói mẹ sinh ba bốn đứa con gái đi, được cả hai cha con. Trong video, con gái Nhã Phương được bố cõng trên cầu thang, hai bố con nói chuyện rôm rã không ngừng, trong khi mẹ Nhã Phương như người vô hình đi theo sau quay clip. Trong lúc Trường Giang tắm cho con, Nhã Phương hỏi Mi ơi, Mi có thương ba không, và lập tức được câu trả lời thương ba. Tuy nhiên khi hỏi về mẹ thì Nhã Phương nhận được phản hồi, mẹ xấu, mẹ tào lao. Trước tình cảnh bị ra rìa, đã thế còn bị chơi xấu, Nhã Phương chỉ biết ngậm ngùi than thở, tôi bỏ nhà ra đi được chưa? Đoạn clip của nữ diễn viên nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, phần đông khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ tổ ấm hạnh phúc của Nhã Phương Trường Giang, song có ý kiến đồng cảm an ủi Nhã Phương khi vừa gia nhập câu lạc bộ đẻ thê, nay là phải chịu cảnh ra rìa. Năm 2018, Trường Giang, Nhã Phương tổ chức cưới. Cuối tháng 1 năm 2019, nữ diễn viên được cho là hạ sinh tiểu công chúa. Song phải hơn nửa năm sau mới xác nhận tin vui. Gần 2 năm kể từ ngày sinh con gái, mặc dù thường xuyên khoe ảnh gia đình hạnh phúc, nhưng Trường Giang, Nhã Phương vẫn chưa công khai diện mạo của con. Cả hai từng tuyên bố không muốn cuộc sống của ái nữ bị ảnh hưởng, nên thống nhất chỉ chia sẻ hình ảnh khi bé đã lớn và được sự đồng ý của con. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi luôn mong muốn gia đình